Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 19 tháng 7. Mình là Hoàng Spin. Mùa giải mới đã chuẩn bị khởi tranh và chúng ta sẽ cùng xem là các đội bóng đã chuẩn bị như thế nào cho mùa giải này nhé. Lingard tái xuất, Manchester tức giành chiến thắng trước đội bóng của Rooney. Sau một mùa giải thăng hoa cùng West Ham, Lingard đã trở lại Manchester tức để sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính. Trong trận giao hữu tiền mùa giải trước Derby County, anh được trao cơ hội ở hiệp 2. Người ngoài hành lang hoạt động vô cùng năng nổ, có mặt tại mọi điểm nóng trên sân. Sút đầu tiên của anh được chuyển hóa bằng một cú sút táo bạo ở phút thứ 75. Bóng được vẽ một đường cong như là cầu vồng khuyết, sát vạch 16m50. Nhưng mà đáng tiếc nó lại tìm đến xà ngang thay vì khung thành. Quả này mà vào thì tôi khẳng định nó phải được gọi là bố của siêu phẩm luôn. Trận này kết quả cuối cùng thì Manchester tức giành chiến thắng 2-1. Nhìn Lingard vẫn cứ đá như thế này thì chắc hẳn là cả Premier League đang toát mồ hôi hột rồi đây. Fan nữ xinh đẹp xin Ronaldinho ký vào chỗ nhạy cảm. Ronaldinho ký ngực fan 2K3 hai em Tây. Bên đấy không có bún đậu thì không biết là Rover ổ kẹp ba em ấy đi đâu đây. Trong chuyến du lịch tại Mỹ mới đây, Ronaldinho đã gặp phải một fan cuồng. Đó là một cô nàng rất xinh đẹp, với tâm hồn to và tròn. Cô nàng đã đề nghị Rover dùng bút ký lên ngực của mình. Và với tính cách của Rover thì anh từ chối thế méo nào được. Đoạn video đã gây nên sự chú ý đối với nhiều người hâm mộ. Và hầu như tất cả đều nhận xét rằng Rover số hưởng. Được fan đề nghị ký tặng lên ngực áo như thế thì đúng là ít cầu thủ có được. Messi trở thành vận động viên thể thao có ảnh được nhiều lượt thích nhất trên Instagram. Mới đây bức ảnh mà Messi đăng tải đang ôm chiếc cúp vô địch Copa America đã được xác nhận là bức ảnh của một vận động viên thể thao có lượng like nhiều nhất Instagram. Một bức ảnh thoạt nhìn thì cũng khá là bình thường khi mà Messi ôm chiếc cúp. Nhưng mà đó lại là chiếc cúp vô địch Copa America, một danh hiệu mà bao lâu nay Messi vẫn còn thiếu. Vậy nên với bức ảnh này, Messi đã được nhiều người chung vui chúc mừng. Hiện nay thì bức ảnh đang có hơn 20 triệu lượt like và sẽ còn tăng lên trong thời gian sắp tới. Trước đó thì bức ảnh mà Ronaldo đăng tải dòng trạng thái đó là chia buồn với Maradona được ghi nhận là cao nhất với 19,8 triệu người like. Theo dự đoán thì sẽ khó có bức ảnh nào phá vỡ được kỷ lục này, trừ khi trong hai trường hợp đó là Messi hoặc Ronaldo vô địch World Cup. Cảnh sát bắt giữ số lượng lớn ma túy đến từ fan hâm mộ Ronaldo. Cảnh sát Pháp mới đây đã thu giữ một số lượng lớn cocaine. Mà đáng chú ý, biểu tượng của Ronaldo được in trên bao bì của số cocaine thu được. Tổng cộng là có 40 cân được chia thành nhiều bánh nhỏ. Mỗi bánh đều được ghi chữ CR7 bên trên. Tao lại mày rồi ơi! Ôi mày lại mày luôn! Và đương nhiên thì anh Ro của chúng ta không có bất cứ liên quan gì đến số cocaine này. Có thể tên buôn ma túy là một fan cuồng của anh Ro, hoặc cũng có thể là tên chùm này muốn đợi ăn mày. Bị bắt mà gặp cảnh sát cũng là fan anh Ro thì tự nhiên được thả thì sao. Nhưng mà quá đen, lần này cảnh sát lại là fan Messi. Còn nhớ vào tháng 3 năm 2017, cảnh sát Peru cũng đã bắt được một lượng lớn cocaine trị giá khoảng 85 triệu euro đang trên đường tới châu Âu. Và trên những bọc hàng này lại dán hình chính siêu sao người Argentina Lionel Messi. Tiêu điểm chôn, FIFA cân nhắc thay đổi luật bóng đá theo luật futsal và bóng rổ. Một thông tin được bàn tán rất nhiều trong những ngày qua, khi mà FIFA đang cân nhắc thay đổi luật bóng đá 11 người. Hiện nay thì luật này đang được thử nghiệm bởi các đội U19 của PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, RB Leipzig và Club Brugge. Theo đó thì luật sẽ được thay đổi như sau. Một hiệp đấu sẽ chỉ còn 30 phút thay vì 45 phút như bình thường. Một trận sẽ có 2 hiệp và bất cứ khi nào mà bóng chết thì đồng hồ sẽ được dừng lại. Ý tưởng này giống như là bóng rổ hoặc futsal. Tiếp theo đó, ném biên sẽ được thay bằng đá biên. Luật này sẽ là lợi thế lớn cho những đội bóng có lối chơi Takadada. Gặp mấy ông thần truyền tốt như là De Bruyne hay là Bruno thì cứ phải gọi là mất người. Tiếp theo, số lượng thay người trong một trận đấu sẽ là không giới hạn. Và cuối cùng, khi mà một cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ phải rời sân trong 5 phút. Điều này áp dụng cho cả thủ môn. Đọc đến đây thì tôi lại thấy bất an cho tứ ca. Mới chuyển sang PSG nhưng mà gặp luật này thì xác định là trận đấu 60 phút, anh có thể ra ngoài sân tận 55 phút. Nhưng mà dự định vẫn là thế thôi. Còn để luật này được áp dụng trên bóng đá trong thực tế thì tôi nghĩ rằng vẫn còn phải đợi khá lâu nữa. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 19 tháng 7 cũng xem phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.